Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ tới các bạn cái buổi video ngày hôm nay là cái dòng sữa Ogalix đem lại nhiều cái lợi ích đáng ngạc nhiên. Thế thì trên thị trường hiện nay thì có khá đa dạng nhiều cái loại sữa dinh dưỡng để bổ sung cho trẻ cũng như là bổ sung cho các lứa tuổi. Thì cái nhu cầu ngày nay thì ngày một cao hơn, và con người mong muốn và được hướng đến sử dụng những cái dòng sản phẩm dinh dưỡng nó giá trị và đem lại những cái lợi ích cho sức khỏe. Thế thì cái lợi ích sức khỏe từ cái loại sữa Ogalix đã được một nhóm chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Lâm nghiệp Đan Mạch, thì kết quả nghiên cứu được trình bày một trong những cái hội nghị hàng năm của Liên minh châu Âu, được coi là mang tính đột phá lớn đối với lại một cái nguồn dinh dưỡng có giá trị cao và bổ sung cho cơ thể con người hàng ngày. Cái giá trị thứ nhất nó đem lại đó là nó chứa nhiều hơn cái axit béo omega 3. Thì sữa Ogalix chứa nhiều omega 3 hơn là sữa thường. Trong khi đó thì cái loại omega 3 là một cái loại axit béo cực kỳ cần thiết, giúp bảo vệ cơ thể trước nhiều căn bệnh khác nhau. Nó giảm cái tỷ lệ mắc các cái bệnh tim mạch, huyết áp hay là các cái bệnh viêm khớp, và ngăn ngừa các cái chứng bệnh liên quan đến ung thư. Thì đối với trẻ em thì khi được bổ sung đầy đủ omega 3 thì trẻ sẽ có một cái hệ miễn dịch khỏe mạnh và hoàn hảo hơn, giúp ngăn ngừa cái sự tấn công của các loại vi khuẩn, virus gây bệnh, giúp trẻ luôn khỏe mạnh và có được cái sức phát triển thể lực tốt nhất. Cái giá trị thứ hai nó đem lại đó là cái lượng axit liên hợp linoleic cao hơn là sữa thường. Thế thì axit liên hợp linoleic vốn được biết đến như là một cái loại axit béo cần thiết, giúp tăng cái tỷ lệ trao đổi chất, miễn dịch của cơ thể với nhiều loại bệnh tật và đẩy mạnh cái sự tăng trưởng của các cơ bắp. Nó còn giúp giảm béo, giảm cholesterol và giảm dị ứng hay là các cái chứng bệnh như là hen suyễn. Trong khi cơ thể người thì không thể tự sản xuất ra được cái loại axit béo này, nhưng nó lại có nhiều trong các cái loại sản phẩm sữa Ogalix. Cái giá trị thứ ba nó đem lại đó là không bị ô nhiễm bởi các cái loại thuốc hóa học. Thì được biết là cái sản phẩm sữa thì được lấy từ những cái con bò chăn thả trong những cái cánh đồng cỏ tự nhiên, và không sử dụng phân bón hóa học, cũng không sử dụng thuốc trừ sâu, hay là được trồng cỏ bằng cái phương pháp tự nhiên, hay là cái loại cỏ ba lá. Và những con bò này thì được uống một cái nguồn nước sạch. Thêm nữa thì cái đàn bò Ogalix thì cũng không bị tiêm các loại thuốc kháng sinh, hoặc là những cái con bò ốm thì đã được cách ly và không sử dụng cái nguồn sữa từ những cái con bò ốm, hay là được ăn những cái thực phẩm không bị biến đổi gen, không nhiễm UG hay là các cái hormone sinh sản, vì chúng không bị ép lui để tăng cái sản lượng sữa. Do đó cái sản phẩm sữa nguyên liệu luôn đảm bảo sạch và chất lượng. Thì từ đó các mẹ có thể yên tâm cho con uống cái dòng sữa Ogalix này mà không phải lo lắng về nhiều cái nguy cơ bệnh tật. Thì trong đó là có các cái chứng bệnh hiện nay hay gặp, đó là trẻ thường bị dậy thì sớm. Nhưng mà khi uống cái dòng sữa Ogalix này nó sẽ đảm bảo và sẽ không gây ra các cái hiện tượng trên. Cái lợi ích thứ tư mà nó đem lại đó là nó nhiều cái chất chống oxy hóa tự nhiên. Sữa Ogalix nó có cái nồng độ các cái chất chống oxy hóa tự nhiên như là lutein, zeaxanthin cao hơn gấp 2 đến 3 lần so với cái loại sữa thông thường. Trong khi đó, lutein là một cái chất cực kỳ quan trọng đối với lại thị lực, vì cái hiệu quả trong việc ngăn ngừa nhiều cái căn bệnh liên quan đến mắt như là thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể. Thì zeaxanthin cũng quan trọng cho đôi mắt khi nó giúp được cái bảo vệ đôi mắt và giúp cho đôi mắt tránh khỏi các cái tác hại của tia cực tím và các cái gốc oxy hóa tự nhiên. Cái lợi ích thứ năm nó đem lại đó là cái hàm lượng vitamin cao hơn cái loại sữa thường. Cái lợi ích thứ năm nó đem lại đó là cái hàm lượng vitamin cao vượt trội. Thì nghiên cứu của Viện Khoa học Lâm nghiệp Đan Mạch và cái Đại học Leicester còn chỉ ra rằng sữa Ogalix có cái hàm lượng nhiều cái loại vitamin như là vitamin A, vitamin E, vitamin C cao hơn sữa thường. Vì đàn bò Ogalix thì thường ăn cỏ tươi và uống nước sạch. Thì cỏ ở đây là cái loại cỏ ba lá, và
cho nên cái lượng sữa mà chúng tiết ra sẽ có cái lượng vitamin E cao hơn đến 50%, và cái lượng beta carotene là cái tiền chất của vitamin A cao hơn 75%. Do vậy thì có thể thấy được là cái việc sử dụng sữa organic thường xuyên mỗi ngày giúp ích rất nhiều cho sức khỏe, giúp cơ thể tăng cái sức đề kháng, hệ miễn dịch, cũng như là giúp cơ thể lấy lại cái thế cân bằng phù hợp với lại cái hệ tiêu hóa còn non nớt của trẻ. Ngoài ra thì nó còn có nhiều cái lợi ích hơn trong cái việc bảo vệ đôi mắt, hay là thúc đẩy cái sự phát triển của trí lão, của hệ xương và răng so với lại cái dòng sữa thường. Cho nên cái việc sử dụng sữa organic, tôi nghĩ đó là một cái nguồn thực phẩm dinh dưỡng khá là bổ ích và an toàn. Đó là cái sản phẩm sạch và là cái sản phẩm tương lai hướng đến. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm video. Thấy video hay, video có ý nghĩa, hãy like, share, đăng ký kênh để đón chờ nhiều những cái video bổ ích khác. Xin cảm ơn và hẹn các bạn ở video sau.